7 lý do hài hước tại FAO phải học tốt tiếng ANH. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 7 lý do hài hước tại sao việc học tốt tiếng Anh là siêu cần thiết. Bạn đã sẵn sàng để thấy những lợi ích không thể tin được. Hãy cùng tôi bắt đầu. Reason 1. Mở cửa SANG thế giới. Đầu tiên, học tiếng Anh mở ra cánh cửa đến thế giới rộng lớn. Bạn sẽ có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, khám phá văn hóa mới và chẳng phải lo lắng về việc nhờ người khác dịch nữa. Reason 2. Mở rộng cơ hội học tập. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính trong nhiều tài liệu học thuật. Đấy là lý do tại sao học tốt tiếng Anh giúp bạn tiếp cận kiến thức phong phú và mở rộng cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Câu chuyện học hành sẽ trở nên better hơn bao giờ hết. Reason 3. Dễ dàng du lịch. Học tiếng Anh giúp bạn tự tin hơn khi đi du lịch. Bạn có thể tương tác với người dân địa phương, đọc bản đồ một cách dễ dàng, đặt phòng khách sạn một cách chính xác và khám phá những địa điểm thú vị một cách flat and lý. Reason 4. Cơ hội nghề nghiệp. Tiếng Anh là key để mở cánh cửa đến cơ hội nghề nghiệp thành công. Giao tiếp tiếng Anh tốt sẽ thu hút nhà tuyển dụng, tạo mạng lưới quan hệ mở rộng và giúp bạn level cấp trong sự nghiệp. Đừng lo, bạn sẽ không bị lost in translation. Reason 5. Khởi nghiệp thành công. 15 seconds. Học tiếng Anh giúp bạn khởi nghiệp thành công. Bạn có thể tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm ảnh hưởng toàn cầu và giao tiếp với khách hàng từ khắp nơi trên hành tinh này. Hãy trở thành Global Entrepreneur và chinh phục thế giới. Reason 6. Phát triển trí tuệ. 20 seconds. Theo nghiên cứu, học tiếng Anh có thể phát triển trí tuệ. Tưởng tượng một não bộ hoạt động mạnh mẽ hơn, khả năng tư duy và sáng tạo tăng lên đáng kể, như việc tìm ra câu trả lời cho câu đố khó nhất. Bạn sẽ trở thành một siêu trí não. Reason 7. Học tiếng Anh giúp bạn kết nối với những người bạn mới, mở rộng mạng lưới xã hội. Bạn sẽ có cơ hội tham gia vào các câu lạc bộ, nhóm hoạt động và giao tiếp với những người cùng sở thích, thậm chí từ khắp nơi trên thế giới. Đừng ngại say hi và tìm những awesome friend. Đừng quên nhấn like, share và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Stay tuned!